Cái này cái nu hồ công nha các bạn. Cái này cái hoành nó cũng to, nó có hai cây dính nhảy từ một cây mẹ ra nha. Cái này cái hoành khoảng 44 các bạn, 43 44. Nó hai cây nó dính lại cái phần thân dưới nè. Nu nữa bạn. Nhưng mà cây này nó cũng bị lỗi nha. Cây này cái đế thì cũng có đó, người ta cũng có nuôi đế luôn, người ta có nuôi hết rồi các bạn. Nuôi cành nuôi ngọn rồi, tôi giật nhịp lại. Chơi với chai number one nè. Cây này chiều cao khoảng 33 thôi. Chiều cao khoảng đúng rồi. Khoảng 33 thôi, 33 34 thôi. Đấy. Có nuôi hết rồi các bạn, thấy cuốn thẹo nhưng mà nó bị một cái vết lỗi chỗ này, nhưng mà nó có một cái vết thẹo ở chỗ này. Còn vết thẹo ở chỗ đó nha bạn. Cái này về phải nuôi lại mốt nó mới bao qua được. Còn vết thẹo ở chỗ đó, còn như mấy cái thẹo này thì không sao. Còn như cái thẹo này là nó bị xam lại rồi. Không có cần phải trát keo, nó cái này là nó không có bị lủng nữa các bạn. Xam là nó không có bị nữa. Chỉ còn có một vết sẹo chỗ này tôi mới làm lại. Này phải nuôi lại các bạn. Nuôi lại mốt cái đầu nó mới cuốn qua. Mấy cái thẹo này nó cũng đang cuốn từ từ gần hết rồi. Như thẹo này cuốn hết rồi. Cái này giá sinh viên thôi. Em nào mua được ủng hộ. Cái này nhìn cái phong mốt bắt cành vô đây. Bị lỗi ngay chỗ này nha các bạn. Cái này bao sống luôn. Ai về trồng chết cả tiền nha. Cổ công nha các bạn. Em nào mua được ủng hộ.